Trên thế giới, ông Zelensky khẳng định viện trợ của Mỹ cho Ukraine không phải từ thiện. Tổng thống Putin khẳng định vẫn coi Ukraine là dân tộc anh em. Hungary kêu gọi giải tán nghị viện châu Âu. Đài Loan điều máy bay phản lực cảnh báo không quân Trung Quốc. Thống đốc Ngân hàng Ấn Độ nói tiền điện tử đe dọa hệ thống tài chính toàn cầu. Tại Việt Nam, phát hiện 6 tấn gà muối, chả cốm không rõ nguồn gốc. Học sinh mầm non tiểu học ở Hà Nội được nghỉ khi nhiệt độ dưới 10 độ C. Xác minh tin tức người bán bún đổ thức ăn thừa bán cho khách. Vụ AIC, cựu giám đốc y tế Đồng Nai nhận gần 15 tỷ, nghĩ là tiền cảm ơn. Nguy cơ tăng giá điện ngay trong năm 2022 khi EVN báo lỗ hơn 31.300 tỷ đồng. Hằng Lâm xin kính chào quý vị. Mời quý vị đến với thông tin chi tiết trong chương trình tối nay ngày 22 tháng 12 của Khỏe Tự nhiên. Liên quan tới cuộc xung đột đã bước qua ngày thứ 300 tại Ukraine, ông Zelensky khẳng định viện trợ của Mỹ cho Ukraine không phải là từ thiện. The President of Ukraine. Hôm 21 tháng 12, khi phát biểu tại đồi Capitol trong phiên họp chung của Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ, ông Zelensky kêu gọi Mỹ hỗ trợ Ukraine lâu dài, nói rằng viện trợ của Washington không phải từ thiện mà là đầu tư vào an ninh và dân chủ toàn cầu. Bình luận của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa bày tỏ sự hoài nghi ngày càng tăng về việc gửi quá nhiều viện trợ cho Ukraine. Một số người theo đường lối cứng rắn, thậm chí còn kêu gọi chấm dứt viện trợ và tiến hành kiểm toán để theo dõi số tiền được phân bổ đã được chi tiêu như thế nào. Trong phiên họp, Mỹ cũng công bố khoản viện trợ quân sự trị giá 1,85 tỷ đô la cho Ukraine, bao gồm cả hệ thống phòng không Patriot để giúp cho nước này chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Ông Zelensky cho biết, hệ thống Patriot là một bước quan trọng trong việc tạo ra lá chắn trên không. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời của ông Anatoly Antonov, đại sứ Nga tại Mỹ cho biết, chuyến thăm của ông Zelensky khẳng định rằng những tuyên bố của Mỹ về việc không muốn xung đột với Nga là những lời sáo rỗng. Người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cũng nói rằng việc phương Tây cung cấp nhiều vũ khí hơn cho Ukraine sẽ dẫn đến việc làm sâu sắc thêm cuộc xung đột. Tổng thống Putin khẳng định vẫn coi người Ukraine là dân tộc anh em. Tại một phiên họp hội đồng mở rộng của Bộ Quốc phòng Nga hôm 21 tháng 12, ông Putin cho biết ông vẫn coi Ukraine là một quốc gia anh em. Cuộc xung đột này là kết quả của chính sách nước thứ ba và trách nhiệm không thuộc về Nga. Ông tuyên bố phương Tây đã tẩy não các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, bắt đầu từ Ukraine. Trong nhiều năm, chúng tôi đã cố gắng thiết lập quan hệ láng giềng tốt với Ukraine, cung cấp các khoản vay và năng lượng giá rẻ, nhưng không thành công. Ông Putin nói, không có gì để trách chúng tôi luôn coi người Ukraine là dân tộc anh em và tôi vẫn nghĩ vậy. Những gì đang xảy ra hiện giờ là một thảm kịch chung của chúng ta, nhưng đó không phải là lỗi của chúng tôi. Tại cuộc họp, ông Putin cũng tuyên bố, xung đột giữa Nga và Ukraine không phải là trách nhiệm của Nga, mà là hậu quả của bên thứ ba. Ông cũng cho rằng cuộc chiến này chắc chắn sẽ xảy ra và đó chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat sẽ sớm sẵn sàng triển khai lần đầu tiên. Được đặc biệt danh là Satan 2, đây là hệ thống tên lửa tiên tiến, có thể phóng đầu đạn nặng tới 10 tấn gồm cả vũ khí hạt nhân tới bất kỳ đâu trên thế giới. Và nối tiếp là thông tin liên quan tới vụ bê bối tham nhũng gây rúng động châu Âu. Hôm 21 tháng 12, cuộc họp báo thường niên tại thủ đô Budapest, Thủ tướng Hungary cho rằng Nghị viện châu Âu nên giải tán sau khi cơ quan này vướng vào bê bối tham nhũng, đổi lấy tiền được cho là có liên quan đến Qatar. Ông Viktor Orbán tuyên bố rằng danh tiếng của Nghị viện châu Âu EP tại Hungary không thể tổn hại thêm bởi nó không thể xuống thấp hơn nữa. Ông Orbán cho rằng đã đến lúc rút cạn đầm lầy ở Liên minh châu Âu EU và Nghị viện châu Âu như hiện nay phải giải tán. Thuật ngữ rút cạn đầm lầy từng được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng để công kích nền chính trị ở Washington. Trước đó, giới chức Mỹ ngày 11 tháng 12 bắt 4 cá nhân với cáo buộc nhận tiền và quà từ một quốc gia vùng vịnh nhằm tác động đến các quyết định tại EP.
Trong số 4 người này có nghị sĩ Hy Lạp Eva Kaili, một trong 14 phó chủ tịch của EP, và Francesco Zocchi, cố vấn và cũng là bạn trai của bà. EP đã cách chức phó chủ tịch của bà Kaili vào hôm 13 tháng 12. Trong cuộc họp báo, ông Orbán còn vận động hành lang phản đối lệnh trừng phạt của EU với Nga để đáp trả việc Moscow gây xung đột ở Ukraine. Thủ tướng Hungary cho rằng lệnh trừng phạt của EU không hiệu quả, gây thiệt hại cho nền kinh tế châu Âu nhiều hơn là Nga. Đài Loan điều máy bay phản lực cảnh cáo không quân Trung Quốc. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã triển khai các máy bay chiến đấu để cảnh cáo 39 máy bay Trung Quốc đi vào khu vực phòng không phía đông nam đất nước. Cuộc xâm nhập của phía Trung Quốc bao gồm 21 máy bay chiến đấu và 4 máy bay ném bom H-6, cũng như máy bay cảnh báo sớm, chống tàu ngầm và tiếp nhiên liệu trên không. Theo bản đồ do Bộ Quốc phòng cung cấp, nhiều máy bay đã bay qua kênh Bashi đến một khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông nam của hòn đảo. Ngoài ra, 3 tàu hải quân Trung Quốc cũng bị phát hiện gần Đài Loan. Các thông báo riêng của chính phủ Đài Loan cho biết, Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển của Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học và Công nghệ Chungshan đang tổ chức một cuộc tập trận bắn tên lửa trong tuần này trên bờ biển phía đông nam của hòn đảo. Trung Quốc đã tăng cường áp lực trong những năm gần đây đối với Đài Loan để họ chấp nhận sự cai trị của Bắc Kinh. Chính phủ Đài Loan đã bác bỏ các yêu cầu chính sách của Trung Quốc và nói rằng họ muốn hòa bình nhưng sẽ tự vệ nếu bị tấn công. Thống đốc Ngân hàng Ấn Độ nói, tiền điện tử đe dọa hệ thống tài chính toàn cầu. Hôm 21 tháng 12, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ Shaktikanta Das nói rằng các tài sản kỹ thuật số không có bất kỳ giá trị ngầm nào. Chúng mang lại rủi ro rất lớn với sự ổn định tài chính và kinh tế vĩ mô. Ông phát biểu, thuật ngữ tiền điện tử là một cách thời thượng để mô tả hoạt động đầu cơ 100%. Và vì vậy, ông Das cho rằng tiền điện tử nên bị cấm phát triển, nếu không chúng sẽ châm ngòi cho cuộc khủng hoảng tài chính tiến theo. Thống đốc lưu ý đến sự sụp đổ gần đây của sàn tiền số FTX là một ví dụ. Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra Mỹ, người sáng lập và cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried được cho là đã thực hiện kế hoạch lừa đảo ngay từ đầu khi thành lập sàn giao dịch này vào năm 2019. Theo Bloomberg, Sam đang trên máy bay trở về Mỹ để đối mặt với một loạt cáo buộc hình sự về tội lừa đảo và rửa tiền. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đã nhiều lần kêu gọi chính phủ cấm tiền điện tử. Bình luận của ông Das được đưa ra khi Ngân hàng Trung ương Ấn Độ thúc đẩy việc giới thiệu phiên bản kỹ thuật số của đồng rupee, đồng nội tệ của nước này. Ngày 1 tháng 12, đồng rupee kỹ thuật số đã được thí điểm để thanh toán trong hoạt động bán lẻ tại một số thành phố. Quay trở lại với thông tin trong nước, phát hiện 6 tấn gà muối, chả cốm không rõ nguồn gốc. Ngày 22 tháng 12, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, đội quản lý thị trường số 7 vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện một ô tô vận chuyển hơn 6 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, ngày 20 tháng 12, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện một ô tô biển 89H chở hơn 6 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ trên quốc lộ 1A, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Qua kiểm tra, đã phát hiện trên xe chở 1,5 tấn thịt gà đông tảo, giò heo rút xương, chân gà rút xương, sụn, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, nhiều sản phẩm đã biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối. Đồng thời, có hơn 4,5 tấn thực phẩm đã qua chế biến, gồm có gà ủ muối, thịt gà hun khói, chả cốm, chả sụn, không có số tự công bố sản phẩm theo quy định. 80kg ván đậu khô do Trung Quốc sản xuất, không có nhãn phụ tiếng Việt và không có số tự công bố sản phẩm. Ước tính trị giá của lô hàng này khoảng 900 triệu đồng. Số hàng hóa này được vận chuyển từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ. Khi đi qua tỉnh Quảng Bình thì bị phát hiện và bắt giữ. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa, tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định. Học sinh mầm non tiểu học ở Hà Nội được nghỉ khi nhiệt độ dưới 10 độ C. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các trường học trên toàn thành phố. Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, khu vực thủ đô sẽ có những ngày rét đậm và rét hại. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các quận, huyện, trường học theo dõi thông tin thời tiết ở Hà Nội trong những ngày rét đậm và rét hại. Nếu nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 10 độ C, thì học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ ở nhà. Trong trường hợp lạnh 7 độ C, thì học sinh trung học cơ sở được nghỉ. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm rét hại, không bắt buộc các em mặc đồng phục trong những ngày trời rét. Sở Giáo dục Đào tạo cũng cho phép các trường có thể điều chỉnh thời gian học để các em không phải đến trường quá sớm.
Nếu học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học. Thưa quý vị, ngày qua trên mạng xã hội đang nóng lên câu chuyện đổ thức ăn thừa để tiếp tục bán lại cho khách. Thì mới đây, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xác minh tin tức người bán bún đổ thức ăn thừa bán cho khách. Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang xác minh thông tin hình ảnh một người bán bún cá trên vỉa hè đã đổ thức ăn thừa của khách vào nồi nước lèo để bán lại cho khách đến sau. Khi lực lượng chức năng đến làm việc, người bán hàng rong đã lập tức bỏ chạy. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip quay lại hình ảnh của một người phụ nữ cao tuổi bán hàng rong, được cho là ở đường Quang Trung, sát bên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Trong clip, người này có hành động đổ thức ăn khách dùng thừa vào nồi nước lèo đang nấu. Không những vậy, có một số ly nước khách đã uống cũng được đổ lại trong bình lọc. Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người ở thành phố này đã bày tỏ sự bất bình, bức xúc trước hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Lê Minh Thủy, Chủ tịch phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang cho biết, bà cụ này buông thúng bán bưng bằng gánh, có lúc thì bán bên này bên kia, gánh đi lung tung chứ không phải cố định một chỗ. Lực lượng đã xuống làm việc, mời cụ về phường nhưng cụ đã bỏ chạy. Vì là người già cao tuổi nên lực lượng phải khéo léo xử lý để tránh gây ảnh hưởng xấu đến thành phố du lịch. Liên quan đến vụ AIC, cựu Giám đốc Y tế Đồng Nai nhận gần 15 tỷ đồng, nghĩ là tiền cảm ơn. Ngày 22 tháng 12, phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, Công ty AIC và 35 người khác trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC và các đơn vị có liên quan, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 152 tỷ đồng tiếp tục được xét hỏi. Theo cáo buộc, dù biết rõ công ty của mình không đủ năng lực, nhưng để trúng thầu tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty AIC, đã thiết lập quan hệ với lãnh đạo địa phương, rồi thông đồng với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, thiết lập quân xanh tham gia đấu thầu và trúng 16 gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền kể trên. Riêng ông Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cựu giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, bị cáo buộc với vai trò đại diện của chủ đầu tư nhưng lại theo chỉ đạo của ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, để cùng với bà Nhàn và các lãnh đạo của AIC cho công ty này trúng 16 gói thầu. Ngoài ra, ông Vũ còn là người ký toàn bộ hồ sơ, chứng từ, thủ tục tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng kinh tế, nghiệm thu, lắp đặt với AIC và công ty do AIC chỉ định. Do đó, bà Nhàn đã nhiều lần đưa tiền cho ông Vũ, tổng số tiền là 14,8 tỷ đồng để cảm ơn. Về số tiền nhận hối lộ 14,8 tỷ đồng, từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 2 năm 2016, ông Vũ đã nhận 6 gói quà của AIC và nghĩ rằng đó là quà cảm ơn vì công việc xong xuôi hết rồi. Nguy cơ tăng giá điện ngay trong năm 2022 khi EVN báo lỗ hơn 31.300 tỷ đồng. Mới đây, EVN chính thức công bố số tiền lỗ ước tính trong năm 2022 là 31.360 tỷ đồng, mức lỗ kỷ lục của tập đoàn này gây áp lực không nhỏ lên tình hình tài chính của ngành điện. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào tăng cao nhưng giá bán lẻ điện đã không được điều chỉnh gần 4 năm và đã thấp hơn nhiều so với chi phí giá thành. Tổng công ty Điện lực miền Bắc là một trong những đơn vị trực thuộc EVN có số lỗ lớn lên tới 4.700 tỷ đồng. Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cho biết giá mua điện theo kế hoạch là 1.809 đồng kWh, song giá thực tế lên tới 2.400 đồng kWh, tăng khoảng 685 đồng kWh, khiến cho doanh nghiệp phải chi thêm 3.700 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều hộ sản xuất công nghiệp lớn tại miền Bắc cắt giảm sản xuất đã ảnh hưởng tới lượng điện tiêu thụ do hộ công nghiệp chiếm tới 65% tổng sản lượng. Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Anh cho rằng mức lỗ hơn 31.000 tỷ đồng của EVN là do yếu tố khách quan khi doanh nghiệp không được tăng giá điện. Do đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa gửi kiến nghị tới Bộ Công Thương về việc điều chỉnh tăng giá điện ngay trong năm 2022. Một lãnh đạo của EVN cho rằng nếu giá điện được chấp thuận điều chỉnh tăng 10% với mức doanh thu của tập đoàn năm 2022 là 460.700 tỷ đồng, nguồn thu tăng thêm sẽ tương ứng là 46.000 tỷ đồng. Nguồn thu tăng thêm chỉ đủ bù đắp cho các chi phí phát sinh của năm 2023, trong khi khoản lỗ năm 2022 lên tới trên 31.300 tỷ đồng, chưa kể các khoản lỗ tỷ giá trước đó còn treo lại sẽ chưa thể được bù đắp. Và chương trình tối nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.